Dạ đây là đường Thủ Khoa Huân, Thủ Khoa Huân trước chợ Bến Thành. Dạ hôm nay Sài Gòn TV sẽ cập nhật tình hình chợ Bến Thành và những con đường ở xung quanh chợ Bến Thành nha các bạn. Dạ, đây là đường Thủ Khoa Huân, đoạn đường này nó ngắn các bạn, nó chừng vài trăm mét thôi. Nó từ ở Nguyễn Du này nó sẽ đi qua tới bên chợ Bến Thành là nó hết đó các bạn. Đoạn đường này rất là ngắn. Dạ đa số cái đường ở đường Thủ Quân này là chỉ người ta chỉ kinh doanh về nhà hàng khách sạn đó các bạn, rất là nhiều khách sạn luôn, những khách sạn rất là lớn các bạn, khách sạn điêu khắc rất là kỹ xảo luôn, cái cổng đi lên rất là đẹp các bạn. Đây là số 52, 54 Nguyễn Du. Dạ hôm nay em sẽ cập nhật tình hình chợ Bến Thành và cái khu thu đổi ngoại tệ mình như thế nào nha cả nhà. Hôm nay cũng lâu rồi em không có đi cập nhật tình hình, không có đăng clip cho cả nhà mình cùng xem. Hôm nay em sẽ đi quay lại đang cập nhật ở chợ Bến Thành. Đã bây giờ là cũng là gần 2 giờ rồi, 2 giờ chiều. Và Sài Gòn TV mến chúc cô chú và anh chị cùng các bạn một ngày thật là bình an và hạnh phúc nha. Ở phía trước này khách sạn với người ta giặt ủi những cái ra phòng đó rất là nhiều các bạn. Coi những quán ăn uống lề đường, ăn ở Sài Gòn này có những mà cái những mà buôn bán lề đường vậy nó tạo được cái nét văn hóa đặc sắc cho Sài Gòn đó bạn. Người nước ngoài họ rất là thích, người nước ngoài họ rất là thích những cái gánh hàng rong vậy vậy đó các bạn. Đây có một quán bar ở bên kia là cái quán bar các bạn, nó bar rất là lớn nó ngoài trời các bạn. Ban đêm á là nó cái nhạc sập sình rạc rất là to luôn. Đây khách sạn A và Em, anh và em là khách sạn rất là lớn, khách sạn này chắc cũng 4 sao, 3 sao 4 sao các bạn, rất là to luôn, rất là nhiều phòng, là trên 40 phòng, như là nó khoảng 4 sao rất là. Là đây có một cái quán này là cái quán bar của chuyên ăn uống phục vụ cho người nước ngoài đó các bạn, rất là đẹp luôn các bạn, đa số là phục vụ người nước ngoài hoặc cái món Tây không à. Đây em nói mình có vô một lần, đây là cái món Tây này mình sẽ review cái nuôi cho các bạn coi đó. Có một ly bia đen đó các bạn, ở bên kia là chợ Bến Thành đó cả nhà. Đây là đường Lý Tự Trọng. Còn ở phía bên kia đường mình đó là những cái công ty về dịch vụ về du lịch đó, đó. Tour booking ở đây nó rất là nhiều cái công ty tour du lịch các bạn, bởi vì khách nước ngoài họ ở đây rất là nhiều, cho nên là người ta muốn đi khi mà ta nước ngoài đi về rồi người ta muốn đi tour du lịch ở miền Tây hay rất gì các bạn. Cho nên là thành ở đây là ở chợ Bến Thành mình nó thành lập rất là nhiều công ty tour du lịch. Đây nữa là tour du lịch information center, travel booking. Hôm nay mình sẽ đi bộ, mình sẽ cập nhật tình hình đến chợ Bến Thành nha cả nhà. Dạ hôm nay vậy là bữa nay là 20 mấy tháng 8 rồi, vậy là mình đã đi được hình như là 2/3 chặng đường của năm 2024 rồi đó các bạn. Quay qua quay lại mình vậy là mình đã mới đây mình đã đi gần hết năm 2024 rồi, nhưng mà tình hình vẫn vậy đúng không các bạn, không có gì đổi khác hết, bà con mình vẫn khổ như lúc nào thì quán bar spa chứ mà là quán bar mà spa phục vụ khách nước ngoài đó các bạn. Ở đây vòng vòng khu vực này là rất là nhiều quán spa, có một cô này bán gánh hàng rong rất là nổi tiếng luôn, rất là lớn đó, nhiều bán của bán là như bánh tráng trộn rồi đó các bạn. Dạ đây cũng có một chị bán nước mía,
À, nước mía, ăn nước mía. À, bên kia là cửa Bắc của chợ Bến Thành các bạn. À, mình sẽ đi qua bên phía bên chợ Bến Thành, cập nhật những con đường xung quanh chợ Bến Thành nữa các bạn. Đây là chợ Bến Thành, đây là cửa Bắc của chợ Bến Thành nữa các bạn. Rất là nhiều khách du lịch chứ bạn. Cặp bên hông chợ Bến Thành này bán đa số là những cái mặt hàng về hoa, về cái những cái vali, những cái ngành, những cái thiết bị để phục vụ cho du lịch đó các bạn. Dạng túi xách đây là đang bán những cái xách với quà lưu niệm đó cả nhà, rất là nhiều luôn. Đây là bán vali, túi xách, những quà lưu niệm. Phía trước này là đường Phan Chu Trinh. Dạ, đường Phan Chu Trinh đó ạ. Ở đây người ta bán rất là nhiều cái dây chuỗi ngọc đó các bạn. Dạ. Ở bên kia là khu trao đổi ngoại tệ của Bến Thành. Mình sẽ đi qua bên đây nha các bạn. Bà con buôn bán gánh hàng rong dọc dọc ở cặp đường Phan Chu Trinh này rất là nhiều, trước chợ Bến Thành đó. Xe này bà con mình đi chợ nè, người ta gửi ở đây đó các bạn. Ở đây là đa số là khách Tây, khách du lịch đó. Rất là nhiều khách nước ngoài là khách du lịch không à. Bạn đây là khu trao đổi ngoại tệ của Bến Thành đó, bạn đông. Người ta rất là đông, người ta trao đổi tiền rất là nhiều đó nha. Ở bên kia cũng vậy đó các bạn. Bên đây thì vắng hơn bên kia, không có bằng ở bên kia, bên Mai Tâm thì nhiều hơn các bạn. Ở bên đây là chỗ này là Bến Thành này, chỉ có hai chỗ này đổi tiền thôi các bạn. À, còn khách nước ngoài người ta đi về đây thì chủ yếu là người ta đổi tiền ở khu vực này. À, phía trước này là ga metro Bến Thành đó các bạn. Công trường Quách Thị Trang, công trường Quách Thị Trang ở hồi xưa. Nhưng mà bây giờ đã là thành ga metro của Bến Thành mình rồi. Rất là nhiều khách du lịch đó các bạn. Ở khu vực Bến Thành này thì đa số là khách du lịch nước ngoài người ta đi tham quan. Và những cái tour thì nó cũng đổ khách về đây các bạn, đổ khách về đây để cho Bến Thành là một cái điểm nhấn của Sài Gòn mà. Khách du lịch phải đi về Việt Nam là phải tới Bến Thành. Ở phía trước này là công trường Quách Thị Trang đó cả nhà. Và mình sẽ đi về cửa chính của chợ Bến Thành nha các bạn. Và mình đi cặp bên hông này là sẽ về cửa chính của chợ Bến Thành đó. À, có một chú xích lô này, một ngày rất là truyền thống, rất là lâu đời thì vẫn còn sót lại ở Sài Gòn đó cả nhà. Nay có một mình chú này ít, không còn, mọi khi nhiều đoàn như rất là nhiều các bạn. Ở phía xa xa bên kia là tòa nhà Vitico đó cả nhà.
Đây là cửa chính nè các bạn. Đó. Đây là cửa chính của chợ Bến Thành. Ở phía bên trong nó buôn bán rất là nhiều. Đây có một anh xe ôm công nghệ chở khách nước ngoài. Ở phía trước này là đường Phan Bội Châu các bạn, nãy là ở phía bên kia là đường Phan Chu Trinh, còn ở phía đây là đường Phan Bội Châu nè, có chỗ hai bên đường song song này nó cặp chợ Bến Thành, một đường Phan Bội Châu và đường Phan Chu Trinh. Ở đây là đường Lê Lợi nè các bạn, ở đây là đại, trước mặt mình đây là đại lộ Lê Lợi nè. Đi thẳng xuống dưới là sẽ đi về nhà hát thành phố đó cả nhà. Ở đây là đường Phan Bội Châu nè đó các bạn, đây là đường. Ở phía trước này là cửa đông của chợ Bến Thành đó cả nhà. Mình sẽ đi qua bên kia, mình sẽ cập nhật cái chợ Tây nha các bạn, cái chợ mà bán đồ cho người nước ngoài nha, bán. Mình sẽ đi vào bên đây. Ở đây có một đoạn các anh này, em trai này bán chuối nướng. Bán cái này là chuối, trái chuối mình ép ra rồi nướng đó các bạn. Em trai đó bán còn trẻ mà đi giỏi sức không, người ta đi buôn bán. Và có một nét đặc sắc của chợ Bến Thành mình đó các bạn. Đây là đường Phan Bội Châu, ở trước mình đó là trung tâm vàng bạc đá quý Bến Thành đó các bạn. Mình đi một đoạn xíu là tới trung tâm vàng bạc đá quý. Bây giờ này là chưa làm việc các bạn, trung tâm vàng bạc đá quý mình giờ này chưa làm việc, bởi chưa thấy người ta, chưa mở cửa. Đây rất là nhiều người khách nước ngoài ta ghé ăn uống này các bạn. Ở đây là khu chợ Tây. Khu chợ Tây, tại sao người ta kêu là khu chợ Tây, vì là bán hàng cho người nước ngoài không à cả nhà, cho nên nó người ta kêu là khu chợ Tây, bán những quà lưu niệm rồi cho người nước ngoài rất là nhiều các bạn. Đó, mình sẽ đi quẹo lại, mình sẽ đi ra bên kia các bạn. Đây là khu vàng bạc đá quý Bến Thành các bạn, bán rất là nhiều vàng bạc kim cương. Rất là lớn không các bạn, đây trung tâm vàng bạc đá quý Bến Thành. Bến Thành bây giờ, chợ Bến Thành giờ cũng vắng khách du lịch lắm cả nhà. Chứ hồi xưa thì khách du lịch rất là nhiều, nhưng mà bây giờ vắng các bạn. Nãy giờ mình đi cập nhật những con đường xung quanh, đây là những đường này đa số là khách du lịch không, nhưng mà bây giờ vắng tanh nữa không, lác đác ít thì chỉ vài người khách du lịch nước ngoài thôi các bạn. Đa số là người Việt mình buôn bán sinh sống là nhiều. Chứ khách du lịch thì bây giờ không còn nhiều như hồi xưa nữa cả nhà. Phía trước mình đây là đường Lê Thánh Tôn nữa mà. Đây là những cô khách nước ngoài, họ không có sợ nắng đâu. Có một cô bán bánh hàng rong. Ở đây là đường Lê Thánh Tôn đó các bạn. Cái xung quanh chợ Bến Thành này đa số là những cái gian hàng người ta kinh doanh về thời trang, hay là những cái mà ở phía trước đường Lê Thánh Tôn người ta kinh doanh vàng bạc đá quý là rất là nhiều các bạn, đa số là kinh doanh vàng bạc đá quý không à. Nó có cái lạ, cái đặc trưng của Sài Gòn, ở trước chợ Bến Thành người ta bán vàng bạc đá quý rất là nhiều luôn, đa số là quà lưu niệm bán cho người nước ngoài khách du lịch. Đây có một cái quán shop trái cây bán rất là đẹp không cả nhà, rất là nhiều trái cây luôn. Dạ, video cũng dài rồi, mình xin kết thúc clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Dạ.
Mình chúc tất cả các bạn có một ngày thật là bình an. Ở phía trước mình đó là đường Lý Tự Trọng đó cả nhà. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video.